Nếu bạn thích vẽ tranh nhưng chưa có cơ hội học, hay chỉ muốn kiểm tra năng khiếu hội họa của mình, hoặc chỉ để thư giãn lúc mệt mỏi. Mỗi bức tranh nó đều nói lên cái cảm xúc và tâm trạng của người vẽ lên nó. Trải nghiệm thử để mình thử cái sức sáng tạo nè, cái độ tập trung. Rồi khi mà mình tham gia vẽ tranh mình có thể thư giãn nữa. Từ nhỏ thì em có cái niềm đam mê với hội họa nhưng mà không có cái điều kiện để học. Bây giờ càng lớn rồi khó hơn, có cái cơ hội để mà học hơn. Đáp ứng nhu cầu đam mê hội họa, workshop vẽ tranh tại In Garden Coffee and Tea là một hoạt động trải nghiệm nghệ thuật thư giãn dành cho những ai có niềm đam mê vẽ tranh hoặc người chưa từng cầm cọ cũng có thể phát họa được bức tranh theo ý mình dưới sự hướng dẫn của những họa sĩ nơi đây. Khi mà cuối tuần chúng ta có một mô hình mới để chúng ta có thể thư giãn cũng như là xả stress sau một tuần áp lực trong công việc cũng như là trong việc học tập, chúng ta có thể trải nghiệm, học hỏi được nhiều thứ cũng như là bộ môn mới liên quan đến hội họa để giúp chúng ta có thêm nhiều kiến thức hơn cũng như là cuộc sống chúng ta phong phú hơn và nó thú vị hơn. Một tuần đưa ra một chủ đề khác nhau, sau đó sẽ có một giáo viên đứng lớp và giáo viên đấy là sẽ chỉ chúng ta từng bước một để chúng ta có thể hoàn thành xong một bức tranh đẹp nhất có thể. Khi bạn vẽ được bức tranh này thì em cảm thấy rất là hãnh diện chính mình. Em cảm thấy rất là thư giãn sau những công việc học tập của em, cũng như là cũng gặp được rất là nhiều bạn mới. Khi mà mình nhận tranh về đó là mình nhận được cái thành quả của mình thì mình cảm thấy hạnh phúc và vui sướng trong cái quá trình mà mình tham dự cái trải nghiệm này. Thì em không có nghĩ là mình vẽ được một bức tranh như thế này. Và sau khi vẽ xong thì mình cảm giác rất là lý thú và có hứng thú với việc vẽ tranh hơn. Đây là lần đầu tiên vẽ tranh, em cảm thấy rất là vui và tự hào về bức tranh này. Sau 3 tiếng tham gia hoạt động trải nghiệm workshop vẽ tranh theo chủ đề Queen, thì đây là tác phẩm do chính tay em Hứa Ngọc Thùy Lâm đã sáng tạo ra. Hoạt động này được diễn ra vào ngày Chủ nhật cách tuần. Ngoài giúp các bạn tăng tính sáng tạo và kích thích cảm xúc về vẽ tranh, thì đây còn là nơi để các em giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hội họa